Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món ăn vặt nữa, đó là bim bim đậu xanh. Ở đây là bim bim mình đã lắc với phô mai, và đây là mình lắc với bột súp. Đây là phô mai. Đó, nó phồng lên u nu rất là dễ thương. Mời các bạn nha. Nó giòn, thơm, mặn mặn, ngọt ngọt, thịt nách đó, bim bim thì nó giòn, nhưng mà mình lại thích ăn với bột súp hơn đó các bạn, mình thấy bột súp nó sẽ ngon hơn là phô mai. Để mình ăn thử với bim bim mà mình lắc với bột súp nha. Nó giòn. Bim bim mà lắc với bột súp á các bạn, nó đúng chuẩn hơn, ăn nó đúng cái vị bim bim hơn, quá giòn. Những cái miếng bim bim nào mà mình cán cho nó thật là mỏng á là nó sẽ phồng lên như thế này nè, nó phồng lên, không biết các bạn thấy rõ không, mình cán nó mỏng á là nó sẽ phồng lên như thế này nè, ăn nó sẽ rất là giòn. Cái này mà vừa xem phim hoặc vừa tắm chuyện đó các bạn, ăn cũng rất là ngon, phù hợp luôn. Rồi để thực hiện món bánh này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình, ở đây là 160g bột mì. Hôm nay mình sử dụng bột mì đa dụng số 11. Và đây là bột đậu xanh. Về bột đậu xanh này thì các bạn có thể là xem lại ở clip cũ của mình đã chia sẻ cách làm bột đậu xanh ha các bạn. Rất là thơm luôn. Ở đây là 40g bột đậu xanh. Trong trường hợp mà các bạn không có thời gian mà mình làm tại nhà giống như mình á, thì các bạn có thể là tìm mua bột đậu xanh ở các chợ hoặc là ở các siêu thị, các tiệm tạp hóa đều có bán nha. Thường á thì bim bim á còn được gọi là snack đó các bạn. Rồi cuối cùng sẽ là tiêu và muối. Nhưng mà các bạn nhớ nha, mình làm cái món bim bim đậu xanh này thì các bạn cần phải sử dụng tiêu, ở đây là tiêu trắng. Không nên sử dụng tiêu đen nha, nó sẽ không có đẹp mắt lắm. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ cho hết 40g bột đậu xanh vào trong 160g bột mì. Tiếp tục cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Cho vào đây một ít tiêu sọ, hay gọi là tiêu trắng đó. Mình thích ăn cay nhiều thì mình cho tiêu nhiều. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nước sôi vào. Các bạn nhớ là sẽ sử dụng nước sôi nha. Mình cho từ từ vào cho đến khi bột nó trở thành một cái khối dẻo mịn thì các bạn sẽ dừng lại. Sau đó thì các bạn sẽ mang bao tay vào và các bạn nhồi cho nó dễ ha. Mình nhồi để cho trở thành một cái khối dẻo mịn như thế này. Có rất là nhiều loại bim bim, nhưng mà bim bim đậu xanh thì mình nghĩ là cũng chưa có nhiều bạn biết đến đó. Cho nên là nếu như bạn nào chưa thử với món này thì hãy thử vào bếp và làm đi nha. Bảo đảm các bạn rất là thích luôn á. Rồi, không cần phải cho bột nghỉ gì hết. Bây giờ các bạn sẽ rắc lên đây một ít bột mì. Rồi chúng ta đi cán mỏng bột ha. Mình sẽ chia ra làm hai phần nha, bởi vì nó cũng hơi nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ cán bột cho thật là mỏng. Trường hợp mà mình không có dụng cụ mà để mình cán bột thì các bạn cũng có thể là sử dụng ly thủy tinh. Đối với món bim bim thì các bạn cán bột càng mỏng càng tốt. Rồi sau khi đã cán bột thật là mỏng như thế này, bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái dao răng cưa như thế này để mình đi tạo hình bánh thì nó sẽ đẹp hơn nha. Đây mình cán bột mà nó mỏng như thế này luôn nè các bạn. Các bạn mà cán được mỏng hơn mình thì càng tốt luôn nha. Bây giờ mình sẽ cắt với chiều rộng là khoảng 1 cm. Đó, như thế này. Các bạn thích để dài như thế này cũng được, hoặc là các bạn để ngắn lại cũng được ha. Rồi cứ như vậy mà các bạn sẽ cắt hết những phần bột còn lại. Đây nó rất là dễ luôn, nó không có bị dính thớt gì hết đó các bạn, rất là dễ thương. Rồi đây là một mâm bim bim của mình, sau khi mình đã cắt ra từng miếng như thế này, mình cắt cũng không có đều hết các bạn,
miếng ngắn miếng dài, mình cắt ngẫu nhiên thôi. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bắt chảo dầu lên rồi mình sẽ đi chiên bánh nha. Đó, nó không có bị dính. Rồi lúc này kiểm tra thì các bạn thấy là dầu đã rất là sôi rồi ha. Các bạn để mức lửa trung bình và cho bánh vào mình chiên. Mình cho thử một cái vào trước nè. Đó. Đến khi nào mà nó vàng giòn thì các bạn sẽ cho ra ngoài một cái rây nha. Đó, các bạn thấy không, nó bắt đầu nó nổi lên nè. Nhanh lắm các bạn. Đó, nó phồng lên rồi nè. Đây mình quay gần cho các bạn xem ha. Đó, nó phồng lên như thế này là đúng là bim bim đó nha các bạn. Đây nè. Mình chỉ chờ cho nó vàng giòn là mình sẽ gấp ra. Lý do mà bánh của mình nó phồng lên được như thế này á là bởi vì mình có cho bột đậu xanh đó các bạn. Rồi nó đã vàng ha, đây là mẻ đầu tiên mình sẽ vớt ra. Rồi đây là toàn bộ bim bim sau khi mình đã chiên xong, mình cho ra mình được một mâm như thế này luôn. Cũng nhiều lắm đó các bạn. Nó giòn. Do là mình cán bột, mình nhận thấy là mình cán nó vẫn còn hơi dày đó. Nếu mà các bạn mà cán nó càng mỏng hơn đó, thì mình ăn nó sẽ càng giòn, nó sẽ ngon hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bim bim vào trong một cái hộp như thế này. Bởi vì á, bim bim sau khi mình chiên xong thì nó vẫn còn nhạt lắm. Do là mình không có nêm nếm gia vị gì hết. Rồi ở đây là bột súp ở trong cái gói mì á các bạn. Giờ mình sẽ cho vào đây một ít rồi mình lắc đều lên. Lắc bầu cua. Rồi lúc này mình ăn thì nó sẽ ngon hơn. Ngon lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho một phần bim bim khác vào trong hộp để mình lắc với bột phô mai. Đây ha các bạn, đây là bột phô mai. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê thôi. Rồi mình cũng đậy nắp lại rồi mình lắc đều. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cách làm bim bim đậu xanh ha các bạn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công cũng như là có thêm một món bánh ăn vặt thật là ngon như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè biết thêm một công thức nữa về cách làm bim bim đậu xanh này nhé. Và nếu như các bạn có cảm nhận gì về món ăn của mình ngày hôm nay thì hãy comment trực tiếp vào bên dưới nha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn vào chuông kế bên để mà nhận được thông báo về những món ăn mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.